Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại lạm phát tăng nóng, căng thẳng giữa Israel và Palestine cũng như Bitcoin đang quay đầu đi xuống là những lý do khiến cho giới chuyên gia đặt cược giá vàng sẽ tăng trên 1850 USD trên ounce. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, dù chưa vượt được qua ngưỡng trung bình 200 ngày gần nhất là 1851 USD trên ounce, nhưng giá vàng thế giới vẫn ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Trong hai phiên cuối tuần, ngày 13 và 14 tháng 5 theo giờ Mỹ, giá vàng thế giới đã tăng gần 30 USD trên một ounce, tương đương mức tăng hơn 1,5% chỉ sau 2 ngày. Chỉ tính phiên rạng sáng ngày 15 tháng 5 năm 2021 theo giờ Việt Nam, vàng thế giới giao ngay đã tăng 17 USD trên một ounce, đóng cửa tuần ở mức 1843,9 USD trên một ounce. Đây là vùng giá cao nhất mà kim loại quý ghi nhận được kể từ đầu tháng 2 cho đến nay, tương đương mức giá cao nhất 14 tuần. Hiện tại với mức giá khoảng 1843,9 USD trên một ounce, tại thị trường vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, ở thời điểm tham chiếu 1 USD tương đương 23.150 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 51,45 triệu đồng trên lượng, thấp hơn 4,92 triệu đồng trên lượng so với giá vàng SJC trong nước. Vậy thì với những yếu tố như thời điểm hiện tại, mức giá 1850 USD trên một ounce có thể xảy ra hay không? Hiện tại, các nhà phân tích vẫn đang theo dõi chặt chẽ mức 1850 USD trên một ounce khi áp lực lạm phát bắt đầu nóng lên. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế không chắc chắn buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải kiên nhẫn và duy trì các chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo. Các nhà phân tích cho biết vàng đang ở một điểm hấp dẫn khi giới đầu tư tìm kiếm một loại tài sản phòng ngừa lạm phát. Sự quan tâm trở lại đối với vàng diễn ra sau khi chỉ số giá tiêu dùng CPI hàng năm của Mỹ tăng 4,2% vào tháng 4 năm 2021, mức tăng nhanh nhất trong vòng 13 năm. Trong khi đó, giá thành sản xuất của Mỹ cũng đã tăng 6,2%, mức tăng kỷ lục. Theo Barrett Malik, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TDC Cotoa nhận định, mặc dù lạm phát đang tăng nhưng vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu rằng nó sẽ tăng dài lâu hay chỉ là tạm thời. Vị chuyên gia này còn nói thêm rằng công ty của ông nhận thấy rằng lạm phát chỉ là tạm thời, khi giá hàng hóa tiếp tục đẩy cao hơn thì nền kinh tế toàn cầu vẫn có đủ năng lực dự phòng để thích ứng với chu kỳ thị trường tăng giá mới này. Theo ông Merrick nói, chúng tôi nghĩ rằng Fed sẽ khá thoải mái khi xem xét các con số lạm phát mới nhất. Ở thời điểm hiện tại, khi lạm phát gia tăng và Fed đang tìm cách giữ vững chính sách tiền tệ, việc giá vàng tăng lên trên 1850 USD trên ounce chỉ là vấn đề thời gian. Khi mốc quan trọng này được phá vỡ, mục tiêu tiếp theo của kim loại quý là trên 1900 USD. Còn theo Sinlock, đồng giám đốc tại Wachajing cũng nhận thấy giá vàng sẽ tăng vì lạm phát là có thật, trong khi có mối đe dọa rằng lạm phát gia tăng sẽ đẩy lợi suất trái phiếu cao hơn và các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất và bất kỳ sự sụt giảm nào của giá vàng do lợi suất trái phiếu tăng đều là một cơ hội để mua vào. Như quý vị và các bạn cũng đã biết ở những bản tin trước đó, trong tuần này với cuộc khảo sát giá vàng hàng tuần của hãng tin Kitco, trong tuần này với 13 nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát thị trường vàng thì đã có 10 nhà phân tích tương đương với 77% nói rằng họ lạc quan về giá vàng, chỉ có một nhà phân tích tương đương với 8% dự báo giá vàng giảm, hai người còn lại tương đương 15% dự báo giá vàng đi ngang. Trong khi đó, có 464 phiếu đã được bỏ trên bên chat trực tuyến, 330 người được hỏi tương đương 71% đoán giá vàng tăng trong tuần này, 80 người khác tương đương 17% dự báo giá vàng giảm, 51 người tương đương 11% cho rằng ý kiến trung lập. Theo giám đốc Sinlock nói, sự không chắc chắn có rất nhiều và đó là lý do tại sao Fed sẽ do dự trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ, điều đó sẽ tốt cho vàng. Bên cạnh đó, lãi suất thực sẽ vẫn nằm trong vùng âm và đó là môi trường tốt cho vàng. Theo Cutton Firth, nhà phân tích kim loại quý tại ngân hàng Commerzbank cho biết, lợi suất trái phiếu tăng lên chạm mức 1,7% đã khiến vàng chưa thể vượt qua mức 1850 USD trên một ounce. Theo chuyên gia Firth nhấn mạnh, mặc dù lợi suất trái phiếu Mỹ đã tăng cao tới 1,7% nhưng vẫn thấp hơn 2,5% so với tỷ lệ lạm phát hiện nay. Ngay cả khi tỷ lệ này giảm một lần nữa, lãi suất thực vẫn âm, điều này là lý do chính sách tiền tệ siêu mở rộng tiếp tục đặt ra các giới hạn chặt chẽ đối với lợi suất trái phiếu. Do đó, ông Firth dự báo,
Thị trường có thể thấy sự trở lại của nhà đầu cơ đối với vàng khi kim loại quý này đã được bật đèn xanh để tăng cao hơn. Dù lạm phát sẽ là nhân tố chính giúp giá vàng tăng, nhưng ông Lắc cho hay trong tuần này, kim loại quý sẽ được săn đón với vai trò nhu cầu trú ẩn an toàn mới khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng cùng với xung đột giữa Israel và Palestine ở dải Gaza. Trong khi thị trường vàng đang chứng kiến một số động lực tăng giá mới, trong môi trường lạm phát, một số nhà phân tích cũng lưu ý kim loại quý tiếp tục đối mặt với một số khó khăn. Cụ thể là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của tiền điện tử. Theo Mikkei McGrone, nhà phân tích hàng hóa cấp cao tại Bloomberg, Intel Winsor mô tả kim loại quý sẽ tăng cao hơn nếu Bitcoin không chiếm sóng. Nhà phân tích này cũng nói thêm rằng giá đồng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, vì vậy ở thời điểm này, giá vàng thực sự nên giao dịch quanh vùng 2.300 USD trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin tại thị trường giá vàng trên thế giới. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Trước khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần trước, mở cửa phiên giao dịch buổi sáng ngày 15 tháng 5, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,92 cho tới 56,37 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, tăng 20.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 120.000 đồng trên lượng ở chiều bán so với đóng cửa phiên liền trước. Chênh lệch hiện tại giữa giá mua và bán là 450.000 đồng trên lượng. Tại hệ thống bảo tín Minh Châu, điều chỉnh giá vàng SJC tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 120.000 đồng trên lượng ở chiều bán so với phiên đóng cửa ngày 14 tháng 5 và niêm yết ở ngưỡng 55,98 cho tới 56,35 triệu đồng trên lượng. Giá vàng 999,9 thương hiệu dòng vàng Thăng Long niêm yết ở ngưỡng 52,37 cho tới 52,97 triệu đồng trên lượng. Giá vàng trang sức giao dịch ở ngưỡng 51,60 cho tới 52,70 triệu đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 17 tháng 5 năm 2021. Ở thời điểm này, mặc dù thị trường vàng đã bước sang giao dịch tuần mới, tuy nhiên tại các hệ thống kinh doanh chưa đến giờ mở cửa, do đó mà quý vị và các bạn sẽ không thấy bất kỳ sự điều chỉnh nào trên bảng giá. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, chiều mua vào là 5.592.000, bán ra 5.637.000. SJC Hà Nội, chiều mua vào là 5.592.000, bán ra 5.639.000. Doji Hồ Chí Minh, chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.640.000. Doji Hà Nội, chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.640.000. Pinji Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội chiều mua vào là 5.595.000, bán ra 5.635.000. Phú Quý SJC chiều mua vào là 5.597.000, bán ra 5.637.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank chiều mua vào là 5.595.000, bán ra 5.615.000. Ngân hàng ACB chiều mua vào là 5.600.000, bán ra 5.630.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. SJC Đà Nẵng chiều mua vào là 5.592.000, bán ra 5.639.000. SJC Nha Trang chiều mua vào là 5.592.000, bán ra 5.639.000. SJC Cà Mau chiều mua vào là 5.592.000, bán ra 5.639.000. SJC Bình Phước chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.639.000. SJC Huế chiều mua vào là 5.589.000, bán ra 5.640.000. SJC Biên Hòa chiếm vào là 5.592.000, bán ra 5.637.000. SJC tại khu vực miền Tây chiếm vào là 5.592.000, bán ra 5.637.000. SJC Quảng Ngãi chiếm vào là 5.592.000, bán ra 5.637.000. SJC Long Xuyên chiếm vào là 5.594.000, bán ra 5.642.000. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhận bộ số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, chiều mua vào là 5.217.000, bán ra 5.277.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.177.000, bán ra 5.247.000. Vàng 24K chiều mua vào là 5.095.000, bán ra 5.195.000. Vàng 18K mua vào là 3.750,6 nghìn, bán ra 3.950,6 nghìn. Vàng 14K mua vào là 2.874,3 nghìn, bán ra 3.074,3 nghìn.
Vàng 10K mua vào là 2.003.2 nghìn, bán ra 2.203.2 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.